Hầu hết, chúng ta đều biết rằng 70% cơ thể của chúng ta là nước. Nhưng cơ thể bạn chứa lại nước gì? Không phải tất cả nước đều giống nhau. Vì thế, để giữ cho các thông số cơ thể chúng ta hoạt động ở trạng thái tốt nhất, điều cần thiết là nhận thức được loại nước bạn đang uống. Đây là lý do tại sao, kể từ năm 1974, Energic đã luôn là thương hiệu tiên phong và đổi mới trong công nghệ ion hóa nước kiềm. Bằng cách tích hợp thành tựu nghiên cứu khoa học với tay nghề cao cấp của Nhật Bản, hệ thống nước Kangen Water của Energic đã nâng cao nguồn sống quan trọng của tự nhiên, nước trên toàn cầu. Xin giới thiệu một trong những cải tiến mới nhất trong thế kỷ của chúng tôi, Kangen 8, máy nước chống oxy hóa mạnh nhất của Energic. Được trang bị 8 tấm titan phủ bạch kim để cải thiện quá trình ion hóa nước và tăng khả năng sản xuất chất chống oxy hóa. Với các tính năng độc đáo và thân thiện với người dùng như bật tắt tự động, cắm và chạy, làm sạch tự động, công nghệ lọc thông minh, màn hình LCD màu và khả năng hiển thị và âm thanh hỗ trợ 8 ngôn ngữ khác nhau, Energic K8 đã được gọi là K8 phi thường là có lý do. Máy ion hóa nước K8 được chứng nhận ISO tạo ra 5 loại nước linh hoạt để đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau trong sinh hoạt thường ngày của bạn. Nước Kangen mạnh, nước Kangen, nước trung tính, nước làm đẹp và nước axit mạnh. Lợi ích của nước Kangen bao gồm sự hydrat hóa và tính dễ uống, loại bỏ cấp tự do, gia tăng tuổi thọ, giải độc. Lợi ích của nước axit mạnh bao gồm làm sạch không tạo ra độc tố gây hại, vệ sinh cá nhân, thân thiện với môi trường. Energic Kangen K8 sẽ trở thành xu hướng thiết bị nhà bếp tiếp theo, là người bạn tốt nhất của bạn, giúp bạn chăm sóc sức khỏe hàng ngày và tiết kiệm chi phí trong thời gian dài mà không gây ô nhiễm môi trường. Tham gia kinh doanh cùng Energic là cơ hội có 102 cho các doanh nhân muốn thúc đẩy làn sóng của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và làm đẹp bên trong mô hình kinh doanh tại nhà. Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành khách hàng hoặc nhà phân phối, vui lòng truy cập vào trang web của chúng tôi theo liên kết dưới đây. Thay nguồn nước, đổi cuộc đời.